Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay gia đình mình đi chợ đêm. Một chai. Mọi người xử lý tình huống làm sao? Dì sáp này chú. Dì sáp này dạ, mọi người không biết ai cũng uống đi. Trong đường phố ha. Đẹp không? Du lịch mà. Đẹp. Mình bán chi có mấy chục ngàn mà đồ giả mang tiếng. Đồ má tôi đi chụp thôi rồi. Sợ du lịch mà. Tôm hùm là gì hai? Đầy đủ rồi không? Đẹp đây tôm hùm. Ở đây khu mực đây, khu mực tôm khô ngoan ơi, nào mấy chà bá luôn. Em mới làm kem rất là chuyên nghiệp. Nguồn cá sấu hay chú? Ăn gì? Ăn gì? Đâu chè sáp đâu? Chè sáp dặn dạ hả? Hai lần dừa sáp hả? Mấy anh chàng nữa. Em mới đợi mình đang đi xe điện về khách sạn nha. 1 km thì chỉ có là 30.000 thôi. Không, đây ngoài công viên con trường. Luôn đó rất là đẹp đó. Cầu này cầu gì Xu Huynh? Dạ cầu Nguyễn Trung Trực. Rồi cầu Nguyễn Trung Trực nghe bà con. Dạ. Rồi không điện nha. Mấy đồng này nè. Rồi đi ở đây đi anh. Đâu số điện thoại số nằm đâu anh? Mai sợ cho mẹ nó mượn không à. Vậy hả? Nữa gặp mẹ tôi lo cái đó.